Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu định đi Galilea, người gặp Philippe và nói với ông: Hãy theo ta. Philippe là người thành Bethsaida, quê quán của Andre và Phêrô. Philippe gặp Nathanael và nói với ông: Đấng đã được Môi-se ghi trong luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi, đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazareth. Nathanael đáp: Bởi Nazareth nào có cái chi hay? Philippe nói: Hãy đến mà xem. Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình thì nói về ông: Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Nathanael đáp: Sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu trả lời: Trước khi Philippe gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả thì ta đã thấy ngươi. Nathanael thưa lại rằng: Lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúa Giêsu trả lời: Vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây vả nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Và người nói với ông: quả thật ta nói với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan tường thuật cho chúng ta biết sau khi được Chúa gọi hãy theo ta, Philippe đã đến gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môi-se và các tiên tri nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, còn ông Giuse người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời: Cứ đến mà xem. Khi Chúa Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Phản ứng trước tiên của Nathanael là sửng sốt, vì ông chưa gặp Chúa Giêsu bao giờ. Thế mà ngài lại thấu suốt cuộc đời của ông và biết mình không còn gì có thể giấu được Chúa Giêsu, cho nên ông đã khiêm nhường thú nhận: Thầy chính là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Anh chị em thân mến, khi Nathanael đến gặp Chúa Giêsu, ông nhận ra rằng Chúa đã biết và đã thấy ông trước khi ông đến gặp Chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu đã thấu suốt ông Nathanael. Và trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, ngài cũng thấu suốt, bởi vì mỗi người chúng ta được tạo dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Người thấu suốt chúng ta không phải để lên án chúng ta, nhưng là để bao bọc, chữa lành và tái sinh chúng ta, cho chúng ta sự sống của Chúa. Trong hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta đang đi, Chúa hiểu rất rõ, hiểu hết những yếu đuối và khuyết điểm của mỗi người chúng ta. Vậy mà Chúa vẫn yêu thương
vẫn quan phòng gìn giữ và cho chúng ta được làm con Chúa, làm môn đệ của Chúa. Vì thế chúng ta phải cảm ơn Chúa và tin tưởng phó thác trọn vẹn tương lai cho Ngài. Thế nhưng có những lúc bệnh tật, thất bại, những khổ đau trong cuộc sống hằng ngày làm cho chúng ta mệt mỏi, chùng bước. Chúng ta bị rơi vào tâm trạng hoài nghi, hững hờ, không còn phấn khởi, hăng say bước theo Chúa. Thưa anh chị em, hành trình đức tin luôn đòi hỏi chúng ta phải có những bước đi mới. Và mỗi bước đi tới làm cho chúng ta gần Chúa hơn, và chúng ta khám phá những điều lớn lao hơn, và giúp cho chúng ta lấy lại niềm tin và hy vọng ở nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, để gặp được Chúa, xin cho chúng con luôn biết suy niệm lời Chúa và đến gặp Chúa qua các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, để chúng con thật tình gắn bó với Chúa, hầu chúng con được vững tin Chúa là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con. Nhờ đó mà chúng con khám phá ra những điều kỳ diệu lớn lao mà Chúa đã làm cho mỗi người chúng con. Amen.